Thưa quý vị, Bộ Thương mại Trung Quốc đã ra tuyên bố phản đối việc Mỹ đưa một số thực thể Trung Quốc vào danh sách kiểm soát xuất khẩu do lo ngại về quân sự và nhân quyền. Bộ Thương mại Trung Quốc cho rằng hành động của Mỹ thiếu cơ sở thực tế và thiếu minh bạch. Đồng thời cho biết thêm, Trung Quốc sẽ thực hiện các biện pháp cần thiết để kiên quyết bảo vệ các quyền và lợi ích hợp pháp của các doanh nghiệp nước này. Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Tần Cương ngày 14 tháng 6 đã điện đàm với người đồng cấp Mỹ Antony Blinken để kêu gọi Washington tôn trọng những cam kết đã đưa ra. Trước đó vào hôm 12 tháng 6 vừa qua, Mỹ đã bổ sung 43 thực thể vào danh sách kiểm soát xuất khẩu liên quan đến hoạt động đào tạo phi công quân sự Trung Quốc và các hoạt động khác. Thưa quý vị, tại diễn đàn cấp cao thường niên về công nghiệp 4.0 năm 2023 gắn với triển khai nghị quyết số 29 của Trung ương về công nghiệp hóa hiện đại hóa với chủ đề thúc đẩy chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, tạo đột phá rút ngắn quá trình công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nêu rõ chúng ta đang sống trong một kỷ nguyên mà khoa học công nghệ phát triển như vũ bão và thực sự đang bước vào giai đoạn phát triển mới với cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Theo Thủ tướng, cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, trong đó có chuyển đổi số và tăng trưởng xanh đã tác động toàn diện sâu sắc đến công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở Việt Nam trên các lĩnh vực với những khía cạnh chủ yếu. Thưa quý vị, Ban Nghiên cứu Phát triển Kinh tế Tư nhân, Ban 4 thuộc Hội đồng Tư vấn Cải cách Thủ tục Hành chính của Thủ tướng Chính phủ vừa có báo cáo Thủ tướng về tình hình của người lao động hiện nay thông qua cuộc khảo sát trực tuyến 8.343 người lao động được thực hiện vào cuối tháng 4 năm 2023. Một nội dung đáng chú ý mà Ban 4 khảo sát là nhà ở xã hội. Cụ thể, 57% người lao động tham gia khảo sát muốn mua nhà, trong đó tỷ lệ người lao động muốn mua nhà ở xã hội và mua nhà không thuộc diện nhà ở xã hội gần như tương đương nhau, tương ứng là 28% so với 29%. Nhu cầu về nhà ở xã hội theo đó cao gấp hơn 1,5 lần so với tỷ lệ người lao động hiện đang ở nhà ở xã hội là 18%. Điều này cho thấy chủ trương phát triển 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội mà Chính phủ đang chỉ đạo thực hiện là chủ trương được xã hội nói chung và người lao động hết sức đón nhận. Thưa quý vị, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Thành phố Hồ Chí Minh HCDC vừa có báo cáo công tác phòng chống dịch COVID-19 và sốt xuất huyết trên địa bàn thành phố. Đáng chú ý, dịch bệnh sốt xuất huyết tại Thành phố Hồ Chí Minh đang vào mùa, nhiều điểm nguy cơ có lăng quăng có thể gây dịch nếu không được xử lý triệt để. Giám sát của CDC về hoạt động phòng chống dịch tại các phường xã cho thấy 20 điểm nguy cơ bùng phát sốt xuất huyết trong tổng số 39 điểm, tỷ lệ trên 50%. Tỷ lệ này chắc chắn sẽ cao hơn nữa khi thành phố bước vào mùa mưa nếu không quyết liệt diệt muỗi, diệt lăng quăng để kiểm soát dịch. Từ đầu tháng 6 cho đến nay, Bệnh viện Nhi đồng 2 Thành phố Hồ Chí Minh đã bắt đầu tiếp nhận các ca sốt xuất huyết gia tăng. Hiện bệnh viện đang điều trị nội trú cho gần 10 bệnh nhi, trong đó có một ca nặng. Tuy đây chưa phải là con số cao đột biến nhưng là dấu hiệu cho thấy dịch sốt xuất huyết đang vào mùa. Nếu không có phương án phòng bệnh kịp thời, dịch bệnh có thể bùng phát trong thời gian ngắn tới. Thưa quý vị, bên cạnh việc mở rộng một số tuyến phố đi bộ, thành phố Hà Nội cũng sẽ phát triển các sản phẩm du lịch trong đô thị liên quan đến văn hóa, lịch sử, ẩm thực, vui chơi giải trí. Trong kế hoạch phát triển kinh tế đô thị đến năm 2025, định hướng đến năm 2030, thành phố Hà Nội đã đặt mục tiêu phải phát triển du lịch chất lượng cao, khai thác tối đa các giá trị văn hóa. Theo đó, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội định hướng phát triển sản phẩm du lịch chủ yếu trong khu vực đô thị, tập trung vào các loại hình du lịch văn hóa, di sản, lịch sử, du lịch ẩm thực, du lịch mua sắm, dịch vụ vui chơi giải trí, hình thức du lịch kết hợp hội nghị, hội thảo, triển lãm. Cùng với đó, thành phố cũng đã lên kế hoạch tiếp tục mở rộng các tuyến phố đi bộ trong khu vực phố cổ Hồ Hoàn Kiếm, khu vực Văn Miếu Quốc Tử Giám, Hồ Ngọc Khánh, mở rộng và nâng cấp chất lượng không gian ẩm thực tại chợ đêm Đồng Xuân, tuyến phố Tống Duy Tân, khu vực đảo Ngọc Ngũ Xã. Tin quốc tế. Thưa quý vị, ngày 14 tháng 6, sau cuộc họp chính sách kéo dài 2 ngày, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed đã quyết định giữ nguyên lãi suất. Trong tuyên bố chính sách đưa ra vào cuối cuộc họp, Fed cho biết việc giữ nguyên lãi suất sẽ cho phép cơ quan này đánh giá thêm thông tin và tác động đối với chính sách tiền tệ. Ngân hàng Trung ương Mỹ cũng cho biết thêm, việc tăng lãi suất cao hơn sẽ được tính đến trên cơ sở đánh giá mức độ thắt chặt tích lũy của chính sách tiền tệ, độ trễ mà chính sách tiền tệ tác động đến hoạt động kinh tế, lạm phát cũng như sự phát triển kinh tế và tài chính.
Quyết định trên của Fed đã chấm dứt chuỗi 10 lần tăng lãi suất liên tiếp được cơ quan này đưa ra nhằm kiềm chế lạm phát và giúp giữ nguyên lãi suất chính sách của Mỹ trong phạm vi từ 5 cho đến 5,25%. Mặc dù vậy, Fed cũng đưa ra tín hiệu trong các dự báo kinh tế mới rằng chi phí cho vay có thể sẽ tăng thêm 0,5% vào cuối năm nay do nền kinh tế và lạm phát hạ nhiệt chậm hơn so với kỳ vọng. Thưa quý vị, các máy bay chiến đấu của quân đội Sudan ngày 14 tháng 6 đã tiến hành các cuộc không kích thành phố Anobeyes ở miền nam của nước này trong bối cảnh cuộc xung đột với các lực lượng phản ứng nhanh RSF bán quân sự chuẩn bị bước sang tháng thứ hai khiến đất nước rơi vào một cuộc khủng hoảng nhân đạo nghiêm trọng. Theo các nhân chứng, quân đội Sudan đã thực hiện các cuộc không kích lần đầu tiên tại thành phố Anobeyes, thủ phủ của bang Bắc Kordofan, cách thủ đô Khartoum 350 km về phía nam. Thành phố này đã bị RSF bao vây kể từ khi các cuộc đụng độ bùng phát giữa tháng 4 vừa qua. Trong suốt 8 tuần qua, giao tranh chủ yếu tập trung ở thủ đô Khartoum với 5 triệu dân và ở vùng Darfur rộng lớn ở phía tây. Các cuộc giao tranh giữa các phe phái đối địch tại Sudan tiếp tục lan rộng bất chấp những nỗ lực làm trung gian hòa giải của Ả Rập Xê Út và Mỹ nhằm tìm kiếm một lệnh ngừng bắn lâu dài tại quốc gia Đông Phi này. Thưa quý vị, lực lượng bảo vệ bờ biển Hy Lạp cho biết có ít nhất 59 người đã thiệt mạng trong vụ lật tàu ngoài khơi của nước này vào ngày 14 tháng 6. Vụ lật tàu cá chở nhiều người di cư xảy ra ở vùng biển quốc tế trên biển Ionia ngoài khơi tỉnh Peloponnese của Hy Lạp. Nhà chức trách Hy Lạp đã triển khai chiến dịch tìm kiếm và cứu nạn quy mô lớn ở ngoài khơi thị trấn Pylos với sự tham gia của một số tàu hải quân, trực thăng, máy bay quân đội cùng với 6 tàu khác. Công tác cứu hộ gặp khó khăn do gió mạnh. Lực lượng bảo vệ bờ biển cho biết thêm, một máy bay giám sát thuộc cơ quan Frontex của châu Âu đã phát hiện ra tàu chở người di cư trên vào chiều ngày 13 tháng 6, nhưng những người di cư từ chối mọi sự hỗ trợ. Lực lượng này cho biết không ai trên tàu mặc áo phao vào thời điểm gặp nạn và nhà chức trách chưa công bố quốc tịch của những người di cư. Những người di cư được cho là đã rời khỏi Libya và đang trên hành trình tới Italia. Thưa quý vị, công viên động vật hoang dã Paradisa của Vương quốc Bỉ sẽ tăng gấp đôi công suất điện từ năng lượng mặt trời tại bãi đỗ xe vào mùa hè năm nay. Đây là bước tiếp theo trong mục tiêu hướng tới 100% công viên xanh vào năm 2030. Kể từ năm 2018, Paradisa đã đặt mục tiêu 100% xanh trong giai đoạn 2030-2032. Giai đoạn 1 đã được thực hiện vào năm 2019 với việc vận hành một hệ thống quang điện lớn trong các bãi đỗ xe của công viên. Đã có 62.750 tấm pin trải rộng trên diện tích hơn 104.000 m² để tạo ra 20.000 MW trên giờ điện xanh mỗi năm. Đến nay, công viên Paradisa đã tự đáp ứng được về điện năng và phần năng lượng dư khoảng 30% đã được đưa trở lại mạng lưới điện quốc gia. Hiện Paradisa đang tiến hành giai đoạn 2 của dự án bãi đỗ xe quang điện. Từ quý 3 năm 2023, thêm 31.036 tấm pin quang điện sẽ được đưa vào vận hành. Phần mở rộng này sẽ có diện tích bề mặt là 96.000 m², qua đó giúp công viên Paradisa có thể đạt được danh hiệu bãi đỗ xe năng lượng mặt trời lớn nhất thế giới. Năng lượng xanh mới sẽ được sử dụng một mặt để đáp ứng nhu cầu năng lượng của những khu vực mới trong công viên. Mặt khác, lượng điện dư thừa sẽ được đưa trở lại mạng lưới điện quốc gia. Do đó, Paradisa sẽ đóng góp đáng kể hơn vào việc sản xuất năng lượng xanh tại địa phương ở Wallonia. Chúng tôi đã hành động vì những loài động vật đang gặp nguy hiểm trong tự nhiên và cả những loài đang sống gần chúng ta. Chúng tôi cũng muốn hành động để hạn chế tối đa tác động từ những hoạt động của mình và cho thấy điều đó là có thể. Cũng theo ông Eric Dom, việc triển khai bãi đỗ xe năng lượng mặt trời hoàn toàn phù hợp với mong muốn trở thành một công viên và một doanh nghiệp 100% xanh trong vòng chưa đầy 10 năm. Hiện góp phần giảm mức tiêu thụ lượng điện năng tại địa phương được sản xuất từ nhiên liệu hóa thạch. Trước những thách thức về khí hậu, điều cần thiết là tăng tỷ lệ năng lượng xanh trong hỗn hợp năng lượng trong thời gian ngắn.